Wi-Fi thôi. Ok rồi, chào các bạn, mình là Sunny đây. Ở video trước là mình đã trải nghiệm Thunderbolt và Orion cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay là mình muốn cho các bạn xem được nhiều phát Thunderbolt và Orion của mình hay hơn. Thì mình sẽ làm cái video đó chính là Highlight Thunderbolt và Orion nha. Thì đây là video Highlight Thunderbolt phần 3 ấy. Đúng rồi, thì các bạn muốn mình làm tiếp phần 4 thì đừng quên comment cho mình biết nha. Còn bây giờ các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng bật chuông ký để nhận thông báo video nhá. Còn bây giờ thì let's go. Mở đầu 2 round với 7 kill rồi thì bây giờ là mình sẽ lên nóc Thunderbolt là hợp lý nhất rồi các bạn ơi. Chuẩn bài luôn đấy. Ok, gặp Thunderbolt khá là sớm luôn đấy các bạn. Rồi, tiếp là bây giờ chiếc màu thần kỳ các bạn ơi. À lộn nhầm, chiếc màu siêu cấp với các bạn ơi. Thế nên là bây giờ chỉ Thunderbolt màu thường thôi ý. Mà bây giờ để có màu siêu cấp thì mình phải nhặt thính một lần thì mình mua màu siêu cấp với các bạn. Ok, thì bây giờ là lên nóc thôi nào. Mình sẽ nhờ team mình leo theo nha. Bởi vì là Thunderbolt Orion thì mình sẽ cần team mình hỗ trợ, biết đâu lại kiểu hơi khó xử lý. Ok, lên thôi lên thôi. Dimitri thì mình có thể tự túc được. Còn Orion thì có team mình leo theo thì biết đâu lại giúp được mình phần nào đó. À mà không biết là mình phối combo kỹ năng này của Orion có ổn hay không. Nếu các bạn biết là combo nào mạnh hơn thì có thể comment cho mình biết nha. Hoặc là có thể góp ý là các bạn muốn mình Thunderbolt vào combo nào thì đừng quên comment dưới nha. Hoặc là thử thách nào về Thunderbolt thì cứ comment bên dưới để mình sẽ làm trong các video theo nha các bạn ơi. Ok, okay. Trời ơi, ngồi trên này nãy giờ chả dìa được kill nào luôn ý. Thế nên là bây giờ đợi bo vào Thunderbolt thôi nào. Tính ra là cả team mình ở cả quân đoàn ở trên này nè, chỉ đúng cái bạn số 2 cái thôi. Trời ơi, chắc là bạn số 2 không ở trong quân đoàn của mình. Thế nên là không biết cách Thunderbolt, không biết cách lên nóc rồi. Cứ để vào quân đoàn của mình thì mới học được cách Thunderbolt, học được cái leo nóc của mình các bạn. Đó, trời ơi. Rồi, ok, thì bo vào ngoài này thì các bạn ơi. Nói chung là cái bo này cũng hơi căng đấy. Thì bây giờ là mình sẽ cố gắng nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ ngồi đây đợi đốt máu đã nhá. Và mình sẽ nhờ các bạn kia là đặt cho mình bỏ keo để mình sẽ Thunderbolt đấy. Đúng rồi, đó, như thế. Rồi, thì bây giờ là đốt máu nhanh nào. Ô kìa, đặt cho bắt chết là trời, cẩn thận nào. Đừng còn hỗ trợ anh Thunderbolt chứ. Thì sẽ các bạn hỗ trợ mình lửa trại này, sẽ các bạn hỗ trợ mình Dimitri này. Nói chung là có team hỗ trợ thì mình cũng sẽ đỡ phần nào được các bạn. Ok, rồi. Trời ơi, không bảo siêu cấp đâu nha. Thế nên là phải cuốn thật là ok, không là toang luôn đấy. Rồi, ok. Trời ơi, bo sao quá. Đó, các bạn bắn keo luôn kìa. Thì bạn kia mang cái ổ Neri các bạn ơi. Thế là bắn keo để cho mình hồi máu ấy. Đó, trời ơi, có Orion nữa cơ mà, thế là không sợ. Thắng đây, ui, thắng luôn rồi các bạn ơi. Còn trước thèm dùng Orion luôn nha. Có tính hỗ trợ bro quá mà. Được, hào hán. Phải ưu tiên nhật thính sức cấp đầu tiên. Để biết đâu tính ra sau là ra mắt Thunderbolt thì mình lại không có sức cấp với các bạn ơi. Biết đâu lại thua thì bây giờ giữ mà sức cấp ở trong người của mình thì lại không có sức cấp. Thế là phải ưu tiên nhật thính. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ lên trên này bắn nha. Trời ơi, mà cái đoàn kỳ thì mình cứ thích leo tường các bạn. Mà ngồi trên máy này bắn thì địch sẽ không biết đâu các bạn ơi. Nào, hở đâu ra, úi giời ơi, hét chọt luôn, cún mắt đỏ luôn. Đấy nữa nữa, úi ôi, đi đâu đây, ở kìa, đây nữa nè. À, ra cứu làm sao được, ui, tim mình nó bét rồi này, trời ơi, mình thì vẫn đứng đây ung dung ý. À đấy, này, trời, ok, dám bắt là tim mình à. Rồi, hiện tại là chỉ còn hai người thôi các bạn ơi, không biết là mình có xử lý hay không đây. Ồ, bây giờ là quả cân bướm và đúc thì lại hay quá nhờ. Ừ, lơ chứ cân vây đúc với các bạn. Này, yếu chưa, trời ơi, chạy ẩu vậy bạn, có cân mình trong vỏ keo không, keo đâu không đặt ra. Đây rồi, mát tanh bo đây rồi, nãy giờ mình chạy quá các bạn ơi, 10 kill luôn này, trời ơi. Ok, nãy giờ bàn gánh team rồi thì bây giờ là Thunderbolt gánh team thì lại VIP bro quá nhờ. Ok, mình sẽ làm này đi, làm này để cho dễ phá keo nha. Còn đằng kia là mình cứ phải cúi đầu xuống dễ bị địch bắn đi các bạn. Đằng này là mình sẽ ít bị địch chú ý hơn ý. Ok, lên thôi. Ui, nó quét kìa. Cẩn thận nha, không được con quả lựu đạn đấy. Rồi ok, phá keo luôn. Trời ơi. À không thì lên phá keo hộ anh đi. Ok. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ ngồi ngoan ngoãn ở trên này nha. Không có hư đâu, hư là bây giờ bị địch bắn cho trận đấy. Ui, có đứa bên ở dưới ngay kìa, nhưng mà thôi kệ nó đi. Này thì nhặt máu này. À đâu, này nhặt thính à trời. Team mình được ăn thính thôi, team bạn đừng có ăn nha. Bởi vì là mình không muốn team địch ăn thính để lòi lòi sức cấp đâu các bạn. Ui dù ôi, hẹn sai bạn này lại để chết này trời. Ơ kìa, quá, mình bấm cứu rồi mà. Cái gì vậy trời, ui dồi. Hai bạn này hình như là bị ăn lựu đạn sao mà chích cùng nhau này trời. Ok, team mình ăn full 3 thính rồi này các bạn ơi. Còn team địch chưa được một cái thính nào luôn ý. Thì team địch sẽ không lòi sức cấp đâu các bạn. Rồi ok, để xem bom vào đâu nha. Ui, bạn kia nâu rồi kìa. Không sao, để mình lo cho. Bo vào đâu đây, bo đi à không nào.
bò vào bên dưới đi các bạn ơi. Thì ok luôn, xuống dưới luôn chứ còn gì nữa. Ok, xuống đây thôi nào. Mong là địch sẽ không xuống theo nha. Trời ơi, bờ địch mà xuống theo là lù luôn đấy các bạn ơi. Thành bọ thì còn đã căng rồi, bây giờ mà địch cũng xuống theo thì chịu luôn. Ok, rồi thì bây giờ là tanh bo thôi nào. Và công đi theo thì công sẽ đặt keo ra hồi máu cho mình các bạn. Bởi là công mang kỹ năng của Neri. Hình như là kỹ năng của Neri là hồi máu sẽ được cho cả team hay sao ấy các bạn. Ok, tanh bo thôi nào. À mà công đặt keo chặn nó đi em. Đúng rồi, đặt keo tròn vào đi. Khéo lối lại nhảy xuống đây đấy. Rồi, tầm này thì địch xuống bằng mắt luôn. Bởi vì là nếu mà nó có xuống đấy thì nó cũng bắn keo không đổi đâu. Vì là keo của Neri mà. Bất cả là bây giờ bo vào là sẽ bảo nó xuống được. Ok, tanh bo thôi nào. Tanh vừa thôi. Máu siêu cấp nữa. Và Orion nữa thì làm sao mà địch đỡ lại được. Rồi ôi, Sonya nữa cơ mà. Uầy, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, quá là easy luôn. Một ngày nào đó không xa thì mình sẽ cố gắng là tanh bo được cái map cổng trời nha các bạn ơi. Mình sẽ thử nha. Nếu mà mình tanh bo cổng trời này đừng quên comment cho mình biết nha. Và mình sẽ cố gắng để làm được. Ok, bây giờ thì bắn đã nha. Ui ui, này, rồi. Một ngày ở đó là mình sẽ chinh phục cổng trời nha. Ok, này, đấy. Tính ra là Orion vào tay của mình thì mình bắn rất là thích lời đấy các bạn ơi. Bắn rất là tự tin luôn đấy. Bởi vì là Orion từ lúc ra mắt đến giờ là mình toàn dùng thôi. Từ khi là tanh bo phép là mình lại đổi qua DPG, mình không dùng Orion đấy các bạn. Bờ Orion luôn, thì bây giờ lại quay lại với Orion để tanh bo thôi nào. Đây rồi. Này. Ôi ơi, quá kêu luôn. Trời ơi, bắn thế này thì địch là sao mà đỡ được. Nằm chờ đợi xem bo vào đâu thôi. Cũng may là mình nhận được mùi vào xuất cấp ở cái thính rồi các bạn ơi, cái thính con ý. Đó, cầu thính xuất cấp là mình chưa nhận được. Tính là không mua được vào xuất cấp. Ok, bo thì cũng đẹp này các bạn. Bo ở trên này nè, ngon luôn. Rồi, ôi, lâu lắm rồi mình gặp cái bo mà không phải xuống dưới hầm thì các bạn. Thế, đây là cái map này toàn gặp bo dưới hầm thôi. Cố lên. Ui, trời ơi, mày có má, nó có lựu đạn nhưng mà nó có hơi lố. Với cả là mình có Orion, thế nên là mình cũng không sợ ý các bạn. Được rồi, chuẩn bị nào, xếp vị trí thôi nào. Hai bình máu và một bảo xuất cấp. Không biết là mình có làm được không đây. Cắn quá. Không biết là hai thanh niên kia có ai còn lựu đạn hay không. Còn để quăng nốt đi xem nào, để mình còn bay sắc luôn xem nào. Ok, cuồn máu thôi. Trời ơi, căng quá. Bởi vì là mình đang sợ là có lưu đạn đấy đã. Không, đùa ấy, là gì đó, quăng được laser nữa. Hết lưu đạn rồi, nó mà có quăng từ lãi rồi đấy. Ok, ui may quá mình có cái rít máu các bạn. Tức là đủ nấm để dùng Orion nè. Rồi, nói chung là xử lý cũng ổn phết. Mo nhìn có vẻ hơi sai nhở. Ờ, không biết là... À, cũng không xa lắm đâu. Cũng hình như là ở tầm này thôi. À, và tận mép luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi. Ui, nói chung là cũng có xa hơn mọi khi thật. Ôi, ok, thì bây giờ làm mình sẽ đặt keo đấy nha. Đi gạo nhiên, thế là không có team hỗ trợ ấy. Tính ra là phải tự túc mọi thứ ấy các bạn ơi. Máu cũng chả được team cho đâu. Đó, tanh bằng gạo nhiên thì sẽ rất là căng thẳng đấy các bạn ơi. Uầy, ôi, nhìn không xa mà cũng xa không tưởng đấy các bạn ơi. Ôi dồi ôi, ổn không đây, sợ thế nhở. Ui trời ơi, cố lên các bạn ơi. Nhớ bấm like để cổ vũ mình nha. Không biết là mình có thắng hay không đây. Bởi vì là mình đã phải đấu với 3 người ấy các bạn. Uầy, giờ mà thắng thì ngon, cố lên. Trời ơi, vai, đống máu kìa, không sao, có Orion. Trời ơi, uầy, ổn không đây. Ô, khá là đi các bạn ơi. Yeah, tuyệt vời. Orion bá đạo quá, cảm thấy yêu Orion rồi đây.